Cảm ơn quà của mọi người. Christmas. Mình nghe nói là người Phật Đản biết rằng chùa mình thì không, nhưng mà chùa mình có chùa thì không hơi gần chứ này. Nè, không, mình đang nói là cái public holiday á. Về buổi trước chúng ta vẫn đang tiếp tục với lại tâm đẹp thuộc cõi dục giới. Chúng ta đang chúng ta biết tâm đẹp thì là tâm tịnh hảo, tâm tốt lành, là nhân sinh ra 8 cái tâm đại quả tốt đẹp. Phân loại thì chúng ta có 8 đại thiện, 8 đại quả và 8 duy tác. Chúng ta đang ở cái chỗ tâm đại thiện, đây là tâm thiện đấy, tâm thiện hoặc là tâm đại thiện. Và mình đang ở cái mục là tại sao gọi đại thiện mà không gọi là tâm thiện này. Sở dĩ gọi nó là tâm đại thiện là bởi vì nó cho chúng ta nhiều quả. Đây là làm ít mà ăn nhiều, nên giống như là chúng ta cày cấy mà đúng vụ thì cho kết quả tốt đẹp, còn cày cấy mà không đúng vụ thì có chăm bón cỡ nào thì cuối cùng nó không đúng thời tiết mà nó không đúng thì nó sẽ không cho kết quả thôi. Và 8 tâm đây là cho nhiều quả, là đây chúng ta biết là đây có 8 mà cho 16, gồm có 8 vô nhân và 8 đại quả là thành 16, là ít nhất là có 16. Nó sẽ còn nhiều hơn nữa, nhưng mà chúng ta thấy là ngay trước mắt nó cho trực tiếp là 16 rồi. Và cái lý do thứ hai chúng ta cũng đã học, đó là nó có thể sinh ở nhiều cõi. Dạ đúng rồi. Dạ, nó có thể sinh được ở nhiều cõi, tức là trong tất cả những cái cõi mà có tâm. Và buổi trước chúng ta đang lang bang ở đây, chúng ta đưa đến cõi tâm mà chúng ta làm sao chạy sang với lại hữu tình với vô tình nhé. Chưa trả lời đến vô tâm. Vô tâm nữa là biết rồi chứ trả lời gì nữa. Vô tâm là mình ở nhà mình vẫn nói là sao mày vô tâm quá vậy đó. Đây, bây giờ mình đang dở dang đây một chút xíu, tức là hữu tình vô tình thì như hôm trước thì mình kết luận ngắn gọn thì nói như hôm trước thì cũng đúng, tức là hữu tình tức là mình tu tập thì mình thành Phật, còn vô tình ở đây thì là nó giống như mình tạo nên cái cảnh, cái cõi thế giới của mình, nó khi thành Phật thì nó tốt đẹp hơn. Tất nhiên thì nó cũng còn nhiều thứ để nói ở đây, nhưng mà thôi mình tạm thời mình cứ biết vậy đi, tạm thời mình ngưng ở cái chỗ này đi ha. Rồi bây giờ cái này lấy ra nó không có xài được. Rồi bây giờ mình quay lại cái chỗ này, sinh ở nhiều cõi tức là tất cả những cái cõi có tâm. Vậy thì cõi nào là cõi không có tâm? Sao ạ? Mình học rồi mà sao chờ, cho rồi mà cho từ cái hôm đó đó. Phi tưởng là có tâm chứ. Phi tưởng xứ tức là có tưởng mà giống như không có tưởng thì tức là có tưởng. Có mà giống như không thì tức là có. Mình có bao nhiêu cõi? Nhưng không phải 3 cõi, có tất cả bao nhiêu cõi? Ta dục giới sắc giới thì 31 cõi. Mình giả ra 31 cõi đi, có gì không? Còn có không? 31 cõi là dục giới thì có lục thú rồi, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tu la, thiên nhân. 11 cõi rồi mình có cõi vô sắc giới thì chúng ta nói trước, thì vô sắc giới có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng xứ, đó 4 cái đấy có tâm hết rồi. Rồi đến giờ có 31 cõi thôi, bây giờ chập lại chỉ còn cõi sắc giới thôi. Một trong những cõi ở trong sắc giới là sẽ có cõi không có tâm. Tức là cõi dục giới là chắc chắn phải có tâm và có thân rồi. Cõi vô sắc giới là không có sắc thì phải có tâm, chắc chắn rồi. Một là tâm, hai là sắc thôi. Cho nên là bây giờ mà cõi mà không có tâm là chỉ có ở cõi sắc giới thôi, không chạy đi đâu nữa. Mình có 3 cõi, tính rộng ra thì mình có 31 cõi. Còn tính hẹp lại thì mình có 3, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì trong 3 cõi, tức là trong khi mà mình thu rút lại thì mình biết là chắc chắn là sắc giới là cái cõi, một trong những cái cõi sắc giới là sẽ có cái cõi mà không có tâm. Sắc giới là gồm những cõi gì ha? Bây giờ mình rà soát lại xem. Sắc giới này, sắc giới mình có sơ thiền. Sơ thiền có bao nhiêu cõi này? Sơ thiền thì có phạm thi chúng này. Có cần phải viết không hay thôi nói thì được rồi. Viết nó mất nhiều thời gian đó. Phạm chúng này, phạm phụ này, rồi đại phạm thiên này, là 3 cái này có anh nào ở trong đó không? Có anh nào mà có không tâm không? Vậy là sơ thiền là không đúng rồi. Nhị thiền là những cái gì mà có chữ quang, ok mình đi lần lượt đi để cho mọi người cùng thấy. Nhị thiền là có thiểu quang này, vô lượng quang này, rồi quang âm thiên này, là như vậy là nhị thiền. Cũng không, tam thiền, tam là sang tịnh rồi, thiểu tịnh, biến tịnh và vô lượng tịnh là cũng không luôn. Vậy là tam thiền không có, vậy thì cần chặt lại tứ thiền thôi. Đúng rồi, vô tứ thiền là có những cái gì ha? Tứ thiền là quảng quả, có những cái gì còn lại, những cái chữ lại còn lại, quảng quả thiên này, rồi vô phiền này, vô nhiệt phiền này, vô nhiệt này, thiện hiện này, thiện hiện, thiện kiến, rồi vô gì nữa, thiện hiện, thiện kiến, sắc tiếu kính, Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình có 7 cõi mà. Đây là vậy là cõi vô tưởng thiên nữa, là 7. 7, 11 mới lại 16. Cõi sắc cộng thêm mới lại 4 gì nữa. Trừ đại khái tổng thể là mình có 16 cõi của cõi sắc giới, 11 cõi của dục giới, 4 cõi của vô sắc giới, là thành 31. Như vậy chúng ta thấy là Quảng Quả Thiên không phải, vô phiền không phải, vô nhiệt không, thiện hiện không, thiện kiến không, sắc cứu kính không. Thì chặt lại anh vô tưởng thôi. Vô tưởng tức là không có tâm tưởng gì hết. Không có tâm tưởng tức là không có tâm. Thì hiện tức là trên thực tế thì mình nói là nó không có thì cũng không có đúng, bởi vì là nó chìm thì nó lắng đi rồi. Nên là có những người, có một số người thì họ cho rằng là cái thân này là khổ quá, cho nên là họ tu cái tâm thiệt là mạnh, thì họ rơi vào cái cõi là vô sắc giới, nên là không có sắc nữa. Còn có một số người nói là cái tâm này nó rắc rối quá, nghĩ này nghĩ kia, hại người này hại người kia, họ thấy là cái tâm này mới là ghê gớm, cho nên là họ không có muốn cái tâm này tồn tại, thì là rơi vào cái cõi trời sắc giới. Sắc rất là tốt đẹp, nhưng mà cái tâm thì dường như không tồn tại nữa, và không tồn tại đến mức là không còn tưởng nữa. Như vậy là cái người ra đời không có cho suy nghĩ là đúng. Như vậy là có diệt thọ tưởng định đúng không? Cái này là có tâm không? Không. A-la-hán có tâm mà. A-la-hán trên thực tế cái này diệt thọ, cái này là đang diệt, thế là cũng còn tồn tại, thế là có cái tâm diệt thọ tưởng định, thế nó không phải là cõi. Cái này không đúng, cho nên là chặt lại thì cái cõi này là cõi không tâm. Nhưng mà cái cõi đó là vô tưởng, ví dụ như mấy người mà ta ngồi thiền mà ta không suy nghĩ gì là vô tưởng. Không phải, nó rơi vào cái đây này, tức là vì A-la-hán mà diệt thọ tưởng định, tức là mình ở cái cõi này, tức là ví dụ mà mình đang ở cái cõi này rõ ràng là mình có tâm, nhưng mà mình có thể đắc được diệt thọ tưởng định, thì cái thọ tưởng đấy mình đang gọi là làm nó chìm đắm đi, nhưng mà trên thực tế mình đang ở cái cõi, này là cõi có tâm, còn cái cõi này là cái cõi mà không có gì hết, tức là sinh vào cái cõi đấy là nó như vậy. Còn đây ấy là mình có, chứ không phải mình có, mà mình đang chìm nó xuống hoặc diệt nó đi mà sống bằng cái tâm hành, thế thôi. Chứ trên thực tế là có. Cái cõi vô tưởng là nó là nguyên một cái cõi, giống như là cõi địa ngục chẳng hạn, rồi cõi Atula, rồi cõi người, thì cái này gọi là cái cõi vô tưởng. Tức là chúng sinh ở cõi người này là cái chúng sinh có, là cái cõi người là cõi có tâm, và cái cõi vô tưởng là cái chúng sinh nguyên một cái, giống như cõi ta bà mình vậy, cõi người vậy, là nguyên một cái cõi ấy là cái cõi mà không có tâm, chỉ tồn tại dưới hình thức là người đấy là giống như là những cái con búp bê xinh đẹp vậy thôi. Tức là nó lặng, cái tâm nó lặng đến mức mà không còn cái gì nữa, thì nó thuộc về cái cõi vô tưởng. thì nó bằng lặng đến mức mà nó ví dụ giống như những con búp bê vậy. Robot là nó còn hoạt động, tức là robot là nó còn hành động, tức là cái sắc của nó chưa có tế, còn cái này là sắc, tức là đã ví dụ là như những cái con búp bê xinh đẹp, tức là nó rất là tế nhị và rất là thanh tao, và nó bằng lặng hết rồi. Và bằng lặng là bằng lặng về cái tâm. Còn sắc giới thì đương nhiên là cái cõi là cõi hình tướng, là đẹp là không nói gì rồi. Sinh vào cảnh sơ thiền đã đẹp rồi, nói gì đến cái cõi tứ thiền này. Cho nên là trong 31 cõi là chỉ có một cõi này là cõi không có tâm. Như vậy là cái tâm đại thiện, rõ ràng chúng ta thấy là cái tâm đại thiện là cái tâm thuộc dục giới, tức là nó làm những cái việc tốt, cho nên là khi mà cái tâm này làm việc tốt là nó là tâm nhân, nó phải cho kết quả, tức là kết quả của cái tâm tốt thì nó cho một cái tâm tốt, và như vậy thì rõ ràng là cái này không có tâm thì làm sao nó cho được một cái tâm tốt, cho nên là không thể sinh vào đây được. Rất rõ ràng là không thể sinh vào đây được, không có cách nào để sinh vào đây cả, mà nó phải sinh tất cả những cõi, và trong 31 cõi là chỉ có một cái cõi này nó không sinh vào thôi. còn những cái khác là sinh được hết. Vậy thì tại sao có cái cõi vô tưởng, cõi phải thì ai phải người sinh vô đó? Thì là những cái người mà họ thấy là cái tâm họ phiền hà tắc rối, thấy chúng sinh mà khó hiểu quá, tức là nói một đường làm một nẻo. Thì có những người nói rằng là cái tâm rắc rối của họ không có muốn cái tâm này nó tiếp tục tồn tại nữa. Giống như là mình coi sắc giới cũng vậy thôi, giống như tức là coi vô sắc giới đấy, tức là họ là cái suy nghĩ họ ngược lại. Cái suy nghĩ họ ngược lại tức là gì? Tức là nói là có cái thân này là khổ, phải sinh già bệnh chết, họ không muốn cái thân này tồn tại nữa. Tức là khi mà vào định thiệt là mạnh và họ sống trong cái định đấy thì cái tâm của họ nó mạnh lên và cái thân nó không có cần nữa, nó không cần tồn tại. Thường đấy, chúng sinh là phải có danh và sắc thì mới tồn tại được. Còn có những hàng chúng sinh họ phát triển mạnh cái này thì những cái khác gần như nó không có. Ví dụ như lần trước có ví dụ là cái bóng bay đó, cái thường là sinh ra cái trái đất này là nó phải rớt xuống đất thôi, nhưng mà cái bóng bay nó có thể bay lên trên được. Hoặc là cái cục nam châm, ví dụ đây là mặt đất chẳng hạn, ở đây chúng ta có một cái cục sắt là vứt là phải rơi xuống đất thôi, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta có cái cục nam châm ở đây, nó có thể hút cục sắt, nó lơ lửng lên trên đây, nó hút lên đây, nó có thể lơ lửng lên trên mặt đất này. Thì chúng sinh cũng vậy thôi, tương tự như vậy. Chúng sinh nào mà họ thấy rằng là cái thân này là khổ, họ mệt mỏi với cái thân này quá, thì họ không muốn cái thân này tồn tại nữa, thì nhờ cái tâm nó mạnh lên, là nó giống như cái này nó hút lên, là nó không cần cái thân nữa, nó vẫn tồn tại cái tâm được. Và ngược lại, có những chúng sinh thì nói rằng là cái tâm này sao nó sống gì mà ác nhân thất đức với nhau quá, họ thấy cái tâm này nó tệ hại quá, nói là thôi mình không muốn cái tâm này nó phiền phức như vậy nữa, và họ làm cái tâm nó chìm xuống. Thì họ chỉ tồn tại cái sắc thân thôi. Tức là nói là vô tưởng ý, tức là cái cõi này là cái tâm nó tinh rồi. Trên thực tế là nó có, nói là nó cũng có tâm chứ không phải không có tâm, tức là nó chìm đắm lên, tức là nó giống như nó không còn tồn tại nữa rồi. Nó tế mới không có tồn tại nữa. Dạ. Để là có một số người họ ngồi thiền mà họ vốn không có tưởng gì thì họ sẽ đi tới chỗ vô tưởng. Chỗ vô tưởng có phải vậy không thầy? Không, hai cái khác nhau. Tức là khi mà họ thiền đến mức mà vô tưởng ấy, thì lúc đấy là họ lắng những cái câu ế xuống, nhưng mà cái hướng đi của họ không tới đó thì họ sẽ không sinh một cõi đó. Tức là họ phải nguyện, giống như là cái bài kinh mà Đức Ngài Xá Lợi Phất nói cho ông Phạm Thiên, thuyết đến cõi trời Phạm Thiên, ông hứng thú và ông ngừng lại đấy và ông chí hướng ông muốn sinh ở đấy thì ông mới sinh. Còn nếu mà mình đạt đến mức vô tưởng, tức là cái tâm mình nó lắng xuống rồi nhưng mà mình không muốn sinh về đấy thì không bao giờ sinh được, bởi vì nguyện của mình, cái hướng của mình không đi về đó thì không bao giờ mình đi tới được. Đó. Cho nên là tức là chỉ có khi nào mình cảm thấy rằng là cái tâm này phiền phức quá, tôi không muốn cái tâm này tồn tại nữa, tức là cái ước nguyện của mình nó mãnh lực và cái hướng đi của mình muốn tới cái chỗ đó, thì chắc chắn với những cái thiện pháp chúng ta làm mà cái hướng tâm của chúng ta tới là chúng ta sẽ tới. Đó. Dạ vâng, vô tưởng thiên. Cái cõi này là rất là tốt đẹp, về cái thân rất là đẹp rồi, tứ thiền là ghê gớm lắm rồi, và cái tâm nó tinh nữa là sống rất là vẳng lặng, rất là tu dễ tu hơn để mà biết mình giải thoát không hề, cứ vô tưởng là mình cứ chìm trong đó, mình không đi vào người ta đã tứ thiền, không khi tức là cái này ấy, tức là cái hàng chúng sinh này, tức là họ thấy rằng là cái tâm nó mệt mỏi quá, họ nghĩ đến đây là thôi xong rồi, đến đấy là xong. Giống như mình nói là cái tâm mình mệt quá, bây giờ tôi không muốn cái tâm tồn tại nữa, mà không tồn tại nữa là xong việc, là coi như xong. Tức là với họ đến đây là cao rồi, tức là xong, tức là họ tồn tại đây thôi chứ họ không còn cái con đường đi tiếp nữa. Tức là cái mà tức là đối với họ, giống như lần trước mà mình học cái bài kinh Trường Bộ mình có nói đó, tức là sở dĩ mà có chia ra nhiều loại niết bàn, tức là có nhiều hạng niết bàn. Niết bàn thứ nhất là cho rằng là hưởng thụ dục lạc thế gian là niết bàn tối thượng, thì những người mà họ sống bần cùng nghèo khổ nghĩ rằng là bây giờ mà mình giàu sang sung sướng, cái đó là hạnh phúc tuyệt đối của mình, thì họ đạt được giàu sang sung sướng rồi, mãn nguyện rồi, xong không làm nữa, thì họ nghĩ rằng đấy là cao nhất rồi. Nhưng mà với một số người khác, họ cũng từ nghèo cùng bần khổ, họ vươn tới họ giàu có rồi, nói là giàu có thấy là nó cũng vậy thôi, cũng chưa có cái gì hết, cho nên họ tu tiếp để tiếp tục họ tới cái cõi sơ thiền. Thì với họ ấy, với hạng người thứ nhất họ chỉ thấy rằng là giàu sang sung sướng là tột bậc. Với hạng người thứ hai thì họ chỉ thấy, cho nên Đức Phật mới nói rằng là những cái vị đạo sư đó họ tu, họ chỉ thấy đến đấy và không thấy hơn nữa. Còn Đức Phật là không những thấy thế mà ngày càng thấy nhiều hơn nữa. Thì đây giống như đây là họ sinh đến đây, họ thấy đến đây thôi. Nhưng mà với người tu thì mình thấy rằng là cái cõi này chưa phải là cái đích đến của mình. Mình cần phải đi, và nếu mà chúng ta rơi vào cái cõi này là chúng ta mệt mỏi lắm đấy. Bởi vì khó tu, bởi vì nó làm cái tâm mình không có nữa, làm sao mình tu được nữa. Cho nên mới nói là sinh vào cái cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, nó rất là, nó tốt đẹp đấy, nhưng mà nó rất là không nên đối với chúng ta. Cho nên là ông gì đấy, ông gì mà đắc được phi tưởng xứ, đã ông bắt đầu làm Phật đấy, khi mà ông ấy đắc đến cái quả đó. Và có hai ông đắc được phi tưởng xứ khi mà nghe là Đức Phật ra đời, mà ông ấy khóc. Ông khóc là bởi vì ông A Tư Đà đấy, ông khóc là bởi vì sao? Bởi vì là biết là Đức Phật đắc đạo rồi mà ông không còn sống được đến đó nữa, bởi vì ông biết là ông sẽ sinh vào cái cõi trời phi tưởng xứ là nó lặng này, ông không có cơ hội học pháp nữa. Hình như lần trước có nói rồi đúng không? Mà lẽ ra là ông có cơ hội học pháp, nhưng mà bởi vì ông tiếc của, ông ấy tiếc cái công phu ông tu rất là cao, như vậy đạt đến cái cõi trời đó rất là ghê gớm, ông tiếc cái công phu tu cho nên ông bỏ lỡ cái thời gian gặp Đức Phật. Cho nên nếu mà ông nguyện ngược lại cái nữa, ông không có chí hướng đó nữa thì nó sẽ đổi sang một hướng khác là ông có cơ hội, nhưng mà ông không muốn đổi hướng thôi. Nhưng mà hết phước thì cũng liền đạt xuống. Rồi hết phước xuống thì lát nữa mình nói. Lát nữa mình sẽ gặp. Thì đương nhiên hết phước phải xuống, hết phước đòi lên sao được. Thì cõi nào cũng vậy thôi, không riêng thì cõi đó, cõi nào hết phước cũng phải xuống thôi. Cõi người mình cũng là có phước, mà hết phước là mình không tu nữa là mình xuống nữa, xuống thấp hơn. Cõi nào cũng vậy thôi, chứ không cứ cõi nào hết. Đúng rồi. Phước mình không có thì như vậy là chúng ta thấy là nó tạo được nhiều quả, sinh ở trong nhiều cõi trừ cái cõi vô tưởng, tức là nó có thể sinh được trong 30 cõi. Và cái thứ ba nữa, 1 rồi 2 rồi 3 nữa là biết nhiều cảnh. Tâm đại thiện nó rất là quan trọng, tức là nó sinh ra nhiều quả. Sinh nhiều cõi. Rồi bây giờ cái thứ ba của mình là biết nhiều cảnh. Bây giờ cảnh với cái cõi nó khác nhau không? Khác nhau sao? Cảnh là cái gì mà cõi là cái gì? Giới hạn sao? Cái gì mà mình có cái nhận chất mình... Đúng rồi đấy, tức là cõi là nó cảnh là giới hạn hơn cõi này. Cõi là nhiều hơn. Như chúng ta biết là cõi là chúng ta có 31 cõi, và cảnh ở đây chúng ta chỉ có 21 này. 21 cảnh. 21 cảnh là những cảnh nào? Thực tế chúng ta đi vào chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là nó giới hạn hơn rồi. Cảnh ở đây thứ nhất là chúng ta có 6 dục giới. 6 cảnh dục giới. Tức là chúng ta có gọi là lục thú đó, gọi là thiên này, nhân này, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Như vậy là dục giới chúng ta có 6 thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là cõi, lần trước chúng ta phân tích dục giới chúng ta có tới 11. Mà chúng ta thấy là nó nhiều hơn, và cái này giới hạn hơn là vậy. Cái này tức là cõi trời Dạ Ma, cõi trời Đâu Xuất, cõi trời Hóa Lạc. Nhưng mà trong đây tất cả là gom lại cái đó là cảnh trời dục giới. Chung lại thôi, 6 cõi trời đó chung lại thành là một cái cảnh, cảnh trời dục giới. Cảnh trời dục giới thì nó gồm có 6 cõi. Thiên cái gì đó dục Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc, Thao Hóa, Tự Tại gì đó, vân vân. 6 cõi dục, 6 cảnh dục giới và 5 sắc giới. là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, tương đương với lại 5 chi thiền là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Và cộng với 4 thiền vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, và 6 thiền siêu thế, hoặc là 6 siêu thế này. 6 siêu thế gồm cái gì? Gồm có tứ quả A-la-hán, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, rồi bích chi và Phật chánh giác. Phật rồi, chúng ta biết là Phật là khác với bích chi, là ở chỗ ngài là Phật chánh giác rồi. Như vậy chúng ta thấy là 6 với 5 11, 11 với 4 là 15, 15 với 6 là 21. Như vậy là cái tâm thiện của chúng ta nó biết được hết tất cả những cái cảnh này, từ thấp đến cao, cảnh nào đi được. Cho nên là chúng ta thấy là lần trước có nói, ngay như bên lớp kia cũng mới nói, tức là mình phải luôn luôn là phải gắn kết với lại pháp thiện hay là pháp đại thiện, tức là đính hồn hoặc kết hồn đấy. Tức là chúng ta phải luôn luôn có mặt, không có rời thiện pháp ra. Thiện pháp như Đức Phật có nói, nó chính là cái phao nổi để giúp cho chúng ta đi tới bờ bên kia, và cái thiện pháp ở đây nó cũng giúp cho chúng ta đi trong tất cả các cõi này. Chính nhờ thiện pháp đó cho nên là chúng ta nhiều khi, như lần trước có nói, là mình có thể xuống thăm địa ngục được mà mình không có sợ, xuống địa ngục chơi được, nhưng mà mình không ăn cái thức ăn của địa ngục là mình phải lên thôi, mình đâu có ở được. Rồi mình có thể thấy là rất rõ ràng, có thể đi thăm được tất cả cõi này, thậm chí là cõi Phật. Cõi Phật giống như là cõi Phật cũng có những cái tâm thiện. Ví dụ như là chúng ta thấy là thăm như này này, là giống như là ngài, cái câu chuyện của ngài An Na Luật đấy, ngài sâu kim không được thì Đức Phật đến, Đức Phật nói là để ta sâu cho, ta làm phước cho. Thì ngài An Na Luật nói là ngài là phước mới lệ tuệ đầy đủ rồi mà còn làm phước gì nữa. Thì Đức Phật nói là Như Lai vẫn phải làm phước, bởi vì đơn giản là pháp nhĩ như thị, tức là trong Phật nó có cái tánh thiện, cho nên là trong ta có cái tánh thiện thì chúng ta có thể dạo chơi cõi Phật rồi. Tính chất bắt cầu thì có dạo bằng cái cách là chúng ta làm thiện, tức là trong Phật tức là có cái tâm thiện, mà trong ta có cái tâm thiện thì rõ ràng là ta với Phật là có thể đi qua đi lại được, bắt đầu rõ ràng không? Không còn một chút xíu gì nữa đến cái cặp Phật. Không, tức là lúc đấy là cái tâm mình tâm thiện, tức là Phật đang có trong ta, và chỉ còn không phải là nghĩ như vậy, mà tức là do là mình chưa có khai thác hết thôi. Khi mà mình khai thác hết ấy, thì bắt đầu từ những cái tâm thiện này, cho nên nó mới nói là cái phao nổi để đưa chúng ta đi. Nè, đúng rồi, đúng rồi, nó là cái phương tiện. Nhờ cái này đó, nó bắt cầu chúng ta từ từ, chúng ta lần lần đi đến 6 cõi trời, đi đến thiền sắc giới, đi đến vô sắc giới, tứ quả, bích trì, và lần chúng ta mới đi tới đây được. Nhờ cái anh này, nó tạo cho chúng ta một cái foundation thì bắt đầu chúng ta mới đi được. Chứ còn nếu mà nói mà giữa Phật với tâm thiện là hai cái là đối ngược nhau, bởi vì Phật là không còn đối đãi giữa thiện với bất thiện. Thiện vẫn còn cho quả, nhưng mà ngoài nó ra không có được cái này. Nó là cái điều kiện cần, để chúng ta, cho nên là mới nói rằng là, như vẫn nói, chúng ta không có thể chê cái phước hữu lậu được, bởi vì nhờ cái phước hữu lậu đó mà cái tâm của chúng ta mới thuần thiện. Cho nên là ban đầu khi mà Đức Phật là thuyết pháp trong ngài đạo, ngài đâu có nói giáo lý giải thoát đâu, ngài chỉ nói là bố thí làm phước, hãy sinh cõi trời này, hãy sinh cõi trời kia, tức là gì? Tức là làm cái tâm thiện này. Và nhờ đó chúng ta vẫn đọc, chúng ta thấy là khi mà nghe những cái điều đấy một hồi xong là Bà La Môn tâm cảm thấy nhu nhuyễn, Tức là sẵn sàng rồi, sẵn sàng để đón nhận giáo pháp giải thoát rồi, thì cái đó rõ ràng nó là bắt cầu. Còn khi mà cái tâm mà vẫn còn cứng ngắc, tức là Phật nói còn ta thì việc của ta, hai việc không dính dáng đến nhau, thì cái đó là Đức Phật trong cái bài kinh Trung Bộ đầu tiên ấy, Đức Phật nói rằng là pháp của Phật là nói cho những người biết tác ý và không nói đến những người mà không biết tác ý. Tức là sao? À đúng rồi, tác ý tức là biết tác ý, tức là không biết tác ý á, tức là bằng cứng đầu. Tức là cái pháp Đức Phật nói đúng rồi, nhưng mà tức là họ vẫn cố chấp vào cái tiền định của họ. Tức là ví dụ họ là những cái người mà học thông thạo về đà, có giáo lý về đà trong đầu. Khi mà Đức Phật nói như vậy nhưng mà cuối cùng thì họ nghe thấy cũng hợp lý đấy, nhưng mà họ quen, gọi là ngựa theo quen đường cũ chẳng hạn, là việc làm của họ thì vẫn là việc làm của Bà La Môn. Đại khái như vậy. Thì tức là không biết tác ý, tức là đại khái cứng đầu. Giống như là tôi dạy bảo như thế rồi mà nó không nghe. Tức là nói đi nói lại rồi cũng không nghe. Tức là cái thuộc cái hạn cứng đầu. Còn mình như vậy thì thầy đi về bằng cách gọi là tâm biến hành. Không được, nó đâu có biến hành được. Sở dĩ không, thầy mình ngồi lên thầy nói là đi, mình có thể dạo được, hay là mình cho cái tâm mình nghĩ tới là tâm biến hành. Không biến hành được, bởi vì hai cái tâm này đối nghịch nhau mà. Tức là mình mượn nó làm phương tiện, còn lên khoa khỏi sông rồi mình phải bỏ xuống, cho nên không biến hành được. Nếu mà biến hành tức là lên sông mình tiếp tục mình phải vác đi. Rõ ràng không? Khi mà rõ ràng cái này không thể biến hành được, bởi vì xong việc cái là mình phải buông nó xuống. Nếu mà mình còn chấp vào tâm thiện là mình phải tái sinh lại ba cõi thôi, không có cách nào mà đi đến cõi Phật được. Cho nên là nó đối chọi nhau nhưng mà lại không đối chọi. Một là tất cả là một là vậy, cho nên là rõ ràng không có thể mà chê cái phước hữu lậu được. Nhờ cái phước hữu lậu cho nên là một số Phật tử cứ đến nói là thưa thầy, con làm thiện như vậy thì con lại có quả báo thiện, như vậy là con đâu có giải thoát đâu, mà tại sao phải làm thiện? Thì lý do nó ở đây nó là cái cầu nối để đưa tâm. Chúng ta thấy là bình thường mà chúng ta không tu tập đó, cái tâm của chúng ta nó rất là cứng, rất là khó nói, rất là khó mà chuyển hóa nó, để mà nói rằng là đời này là khổ, nhưng mà mình đang sướng thế bà đi, khổ cái gì mà khổ, mình nói gì đâu, cái chuyện trên trời dưới đất nó chả dính gì đến tôi cả. Nhưng ta thấy rất rõ ràng là không có dính dáng với nhau, nhưng mà khi mà họ trải nghiệm cái gì khổ đau, mình nói cái họ thấm liền, tức là nó có cái sự tương tác, lúc đấy họ mới nhận ra được. Đấy. Như vậy là chúng ta xong cái phần đại thiện. Tại sao gọi đại thiện? Có nhiều quả. Yeah. Và nhiều quả sinh nhiều cõi và biết nhiều cảnh. Nếu chúng ta mở trang số 36 ra thì tâm thiện sang cái phần thứ hai là phân loại đó. Chúng ta thấy là có 8 loại tâm thiện ở trang 36. Một tâm không bị xúi dục, hình như là có cái biểu đồ đó. Một tâm không bị xúi dục, phát sinh thọ hỷ liên hợp với tri kiến. Chúng ta mở biểu đồ ra dễ nhìn hơn. Biểu đồ số 8 chúng ta có hả? Thì nó cũng giống như vậy thôi, nhưng mà nhìn biểu đồ mình dễ nhận ra hơn. Tức là tâm thiện này gồm có thọ hỷ và thọ xả, rồi hợp trí với ly trí, rồi có vô trợ và hữu trợ. Thì có thứ nhất là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí, hữu trợ và vô trợ, tâm thiện thọ xả. 4 tâm thiện thọ hỷ, 4 tâm thiện thọ xả đi với hợp trí ly trí và đi với lại 2 hữu trợ vô trợ, thành ra 8. Có cái biểu đồ đó rồi đúng không? Vô trợ nghĩa là gì? Vô trợ hữu trợ. Ok, bây giờ mình đi vô cái đấy luôn. Vô trợ hữu trợ là trước mình học rồi mà. Ở trong những cái tâm bất thiện mình cũng đã học rồi, nhưng mà thôi không sao, bây giờ mình nói lại. Mình gặp lại hoài thôi. Bây giờ chúng ta đi vào phân loại xong rồi, có 8. Bây giờ chúng ta sang phần 3 là căn cứ. Đi luôn vào hữu trợ vô trợ đó. Lần trước 12 tâm bất thiện chúng ta cũng có những cái căn cứ của nó đó. Thì căn cứ đây cũng có 3. Thứ nhất là chúng ta có thọ. Căn cứ thứ nhất là thọ, nên là đánh vào căn cứ của địch đấy. Anh nhớ cái đó không? Thọ ở đây thì chúng ta mở biểu đồ hoặc là cái trang số 36, chúng ta thấy là có thọ hỉ, thọ xả và thọ hỉ, thọ xả. Có thọ yêu không? Có thọ yêu không? À, tưởng thêm cái này là chắc chắn phải có chứ. Như vậy là trong cái tâm thiện là không bao giờ có thọ yêu, bởi vì làm những việc tốt là không có bao giờ có những cái thọ yêu. Còn ai họ thọc ngoáy hay cái gì đấy là cái chuyện, tức là mình nói trên một cái phương diện tổng thể, còn cái việc đó là cái việc nó có vô, nó gọi là side effect thôi chứ nó không phải là cái nhân của nó. Khi mà mình làm một việc thiện là mình thấy tâm mình hoan hỉ rồi, hoặc là ít nhất là mình cho người ta theo thói quen thì gọi là thọ xả. Nên là mình không hoan hỉ nhưng mà đại khái mình cứ cho vậy thôi, mình không có cảm giác gì thì gọi là thọ xả. Nhưng mà cái việc cho đấy nó cũng là việc bố thí, là nó cũng là việc thiện. Rồi chúng ta sang thứ hai là duyên hay là trợ. Đó, chính là cái mà câu hỏi đấy, hay dùng một cái từ khác là trợ, gồm có hữu trợ và vô trợ. Hữu trợ, vô trợ tức là trợ ở đây là cái sự trợ giúp, tức là cái sự khuyến khích hay là không khuyến khích, tức là khuyên bảo. Tự mình khuyên bảo cũng được và người khác khuyên bảo cũng được. Ví dụ như là mình muốn làm bố thí, xong bắt đầu ví dụ mình cho, có nhiều người mình chắc mình nghe có mấy người mà đứng homeless, đứng ở đường ấy, mình có người nói rằng là thấy thương quá phải cho họ. Thì có này cho làm gì mấy cái đứa làm biếng này, cho nó ra xong đâu thấy nó ăn uống rượu ra nó mua thuốc ấy, xỉ ke ăn hút không à, cho chi. Thì chúng ta thấy là cái việc làm thiện đã bị cái sự hữu trợ này nó can thiệp vô. Còn vô trợ tức là mình làm một cách vô tư thoải mái, không có suy nghĩ gì hết, người ta có nói hay không nói mình cứ làm thôi. Còn hữu trợ tức là có sự can thiệp, nhiều khi mình tự mình đắn đo hay là người khác nói vào để mà nháng mình ra. Thì cái hữu trợ vô trợ này thì nó chỉ có thế thôi. Thọ hỉ thọ xả hữu trợ vô trợ vậy là ok rồi đúng không? Rồi chúng ta sang cái căn cứ thứ ba là tương ưng, tức là nó tương ưng là nó hòa hợp với cái gì đấy, là gồm có hợp trí, hợp trí và lý trí. Hợp trí tức là sao? Hợp trí tức là có trí, tức là cái sự sáng suốt thôi. Có sự sáng suốt, có sự thanh lọc, lựa chọn, rồi có sự khôn khéo ở trong đó. Và tất nhiên là trí tức là nhận thức, là có sự nhận thức ở trong đó, nhận thức đúng sai. Và cái này, cái nhận thức này là tức là theo cái gì? Trí, tất nhiên theo trí rồi, tức là mình muốn nhấn mạnh ở đây tức là nhân quả đó. Còn đang ở trong tâm thiện mà, cho nên là nhân quả tức là thiện ác. Nhân quả tức là mình nói đến thiện ác, mà tâm thiện tức là nhận thức ở trong cái nhân quả tốt đẹp. Rồi cái nhận thức này là có tư đế với duyên khởi gì không? Có tư đế duyên khởi gì trong đây không? Nếu mà nói về tâm thiện bình thường của người bình thường ấy thì không có, nhưng mà với chúng ta thì chúng ta có. Tức là chúng ta nhận thức theo nhân quả và chúng ta nhận thức theo tư đế và duyên khởi để chúng ta đi đến con đường giải thoát. Còn người bình thường thì chỉ có nhận thức ở cái mức trung bình là nhân quả. Nên là làm đúng nhân quả, làm tốt thì được hưởng quả tốt, làm không tốt, tức là làm xấu thì phải chịu quả báo ác. Còn lý trí thì ngược lại, tức là không có sự sáng suốt, khéo léo, và không có sự sáng suốt khéo léo như vậy là cái này xấu không? Dạ. Có xấu không? Xấu hả? Sao? Rồi. Cho năm cái dấu hỏi là phải suy nghĩ lại đấy. Có xấu không? Tại sao không xấu? Sao? Biết của mình có lý trí, mình biết là xấu thế là tốt chứ. Lý trí này. Hợp trí thì đương nhiên là sáng suốt tốt rồi, nhưng mà bây giờ lý trí là có xấu không? Tại sao không? Tại vì có những cái là mình làm cho nó tự nhiên thôi, chứ mình không có cần phải suy nghĩ. Không suy nghĩ. Tức là làm đại á, làm điều làm bừa. Bản chất nó như vậy. Bản chất như nào? Như cái bản chất tốt là mình cứ thấy cái việc đó là mình làm thôi, chứ mình không cần suy nghĩ. Như mình cho homeless thì mình cứ cho, vì mình cảm thấy nó tự nhiên là mình thương, là mình biết họ. Dạ đúng rồi, tại mình đang học tâm thiện mà. Cái tâm này là tâm thiện mà. Ví dụ mà mình học là tâm bất thiện thì rõ ràng là xấu. Thế còn đây là tâm thiện, tức là mình không biết mình làm việc tốt, giống như 4 hạng người đấy, thiện mà không biết thiện, nhưng mà tức là họ vẫn làm thiện nên họ đâu có xấu đâu, không có xấu, mà nó không xấu nhưng mà nó không tốt. Hả? Tức là giống như mình bản năng đi chẳng hạn, bản năng tức là mình làm điều thiện, tức là rõ ràng là tốt chứ không phải xấu. Nói xấu là không đúng. Dạ vâng, thì tức là nó không phải là xấu nhưng mà nó lại không tốt. Nó là quán tính, nhiều khi nó đâu có biết, nó có phần bị vậy tốt xấu thì nó là quán tính, cứ làm thôi, cần có quả. Thì làm thì cứ làm thì rõ ràng rồi, thì tức là nó vẫn là tốt, nói như vậy tức là nó là tốt đó. Có thể nếu là tâm thiện thì nó tốt. Thì tức là nếu mà như mình phân tích tức là nó tốt. Tức là đang nói là vậy là lý trí có xấu không thì không phải xấu, thì mình nhận định là tốt, là như giải thích như vậy là đúng rồi. Nhưng mà thêm một cái nữa tức là nó tốt nhưng mà lại không tốt. Không tốt tại sao? Không biết để được những quả, không làm hết những việc mình làm nó có kết quả như thế nào. Mình chỉ biết nó tốt thôi mà không biết tốt như là quan một cái gì ra. Đúng rồi, tức là nó sẽ cái tâm thể mà mình cứ cho đi cái người kia làm xấu tốt là cái nghiệp của người ta, cái tâm của mình là nó chỉ cứ cho đi. Đúng rồi. Thì đó, cái đó là nó thuộc về tốt. Thì mình giải thích xong rồi, tức là cái vế đó mình giải thích xong rồi. Nhưng mà thầy thêm một câu nữa, nó tốt đấy, thì như mọi người giải thích đúng rồi, nhưng mà nó lại không tốt. Không tốt ở chỗ nào? Mình tạo cho cái chúng ta điều kiện xấu thêm. Đâu có, mình cho mà, mình cho là tốt mà. Đang nói về mình thôi, tức mình cho là tốt đã. Cái người nhận đó, nếu mình không biết là người nhận đó, người ta dùng cái tốt của mình để ta làm việc xấu thì không hẳn vậy, không hẳn vậy. Cái đó đi sang một cái lĩnh vực khác rồi, tức là cái việc mình, tức là đang nói tâm thiện, tức là đang nói tâm của mình cứ tốt đã, còn việc của họ là việc còn lại là tính đó là cái duyên của họ. Ví dụ như là mình cúng dường chẳng hạn là mình tốt đã, còn mình cái người nhận cúng dường nó như nào thì tính sau. Nhưng mà đại khái tâm thiện tức là đang nói về cái tâm của mình. Thế nó lý trí, mình đang nói rằng là đây là rõ ràng mình đang nói về mình không? Mình làm cái việc đó mà mình hợp với trí tức là nó tốt. Còn cái mình làm cái việc đó tức là đang nói về mình mà, chứ mình đang không có nói về người cho. Không, đâu có, mình vừa mới gạch đi này, mình vừa này không, mình vừa gạch xấu, nó không có xấu, tức là nó vẫn tốt. Không xấu tức là nó vẫn tốt. Đây này, đưa lên rõ ràng là nó tốt, bởi vì mình làm cái hành động đó là việc tốt mà. Vừa tốt vừa không tốt như là 50% như vậy. Quang đi như là cái thầy đó nó không tốt thì nó là không xấu, nó không tốt nó là không tốt. Nhưng mà muốn biết là nó, tức là mình thấy rất rõ ràng, mình cho là mình thấy tốt rồi này, là mình thấy rất rõ ràng rồi là tốt. Vậy thì nó không tốt, tại sao nó không tốt và không tốt như thế nào mình thấy nó rõ ràng chút. Không tốt là cái chỗ là không có dùng trí, không có mục đích, không có tác ý, không có tác ý rõ ràng, không có dùng tư, không có dùng tư, tư thế. Cái này tuy mà tâm thiện có thể chia đến tư đế, tức là mình nói bình thường đấy đó, mình nói với người bình thường. Rồi. Dạ. Khi tốt con nghĩ là mình làm việc tốt mà mình không có hoan hỉ khi mà mình làm. Không hoan hỉ nhưng mà cái việc đó nó vẫn là việc tốt. Cái đó là nó thuộc về thọ hỉ chứ nó không thuộc về cái tương ưng. Tại sao mình phân tích tức là ba, khi mà mình không hoan hỉ nó thuộc về cái thọ là nó khác rồi. Còn đây đang nói là cái chỗ mà hợp chí lý trí. Dạ. Thầy có phải như là khi mình gieo một cái hạt giống tốt mà mình gieo vào cái ruộng mà nó tốt thì nó sẽ nảy tốt, còn mình gieo vào cái ruộng không tốt thì nó sẽ nảy không đáng? Cái đấy không phải ruộng tức là cái người nhận, cái người nhận mới là cái ruộng. Đây mình không có đề cập đến người nhận, mình đang nói cái đề cập tâm của mình, ly trí với hợp trí là đang nói về cái tâm của mình thôi, chứ không có đề cập đến cái phía bên kia. Không có đại. Tâm đại thiện là tâm gì? Quay lại cái định nghĩa, cho nhiều quả. Ly trí tức là không có nhiều quả, tức là ly trí là nó chỉ cho 8 thôi. Mình chỉ có ly trí tức là nó sẽ không có 8 tâm đại quả, nó chỉ có 8 tâm quả thiện vô nhân thôi. Vô nhân tức là mình không có trí tuệ nữa. Tức là mình cho cái việc đó, thì ví dụ như là mình cho họ, cái người đó mình thấy họ nghèo quá, mình cho họ 1000, thì cái người mà được nhận 1000 đó nghĩ là ở cái ông này tốt, ông cho mình 1000, mình ráng làm cho đủ, mình trả lại ông 1000 thì nó nhận lại 1000 thôi. Thì ví dụ mà mình cho 1000, mình nói là tôi động viên anh thế này, động viên anh thế kia, tự nhiên người này cảm động quá, 1000 đó nó giúp cho mình thế này thế kia, quay lại cho nhiều hơn nữa, khi mà thành công cho nhiều hơn nữa, thì cái đấy là gọi là đại quả. Tức là có trí tức là gì, thay vì thảy đấy cho mà còn khuyến khích người này như thế kia, động viên họ để cho họ nỗ lực phấn đấu, cái tinh thần của họ mạnh lên, họ vượt qua cái khó khăn. Và khi họ giống như là họ, cái người mà nhận đó họ đang chìm đắm trong khổ rồi, mà được cái người này vực dậy một cái, thì cái việc cho 1000 đó để đầu tư đó mà cái tinh thần của họ còn được nhiều hơn nữa, cho nên là họ quay lại họ trả nhiều hơn nữa. Thì cái hợp trí mấy cái ly trí là vậy, tức là có trí tuệ thì là sẽ cho nhiều quả tốt đẹp hơn, còn ly trí tức là nó sẽ cho mình cái quả tương đương với cái việc mình làm thôi. Và quay trở lại nó quan trọng cái này, tức là thay vì cho nhiều quả, đó là một cái lý do quan trọng thứ nhất. Và còn cái lý do quan trọng thứ hai nữa, quan trọng hơn nữa, quan trọng hơn là cái chỗ vừa rồi đấy, mình đang nói rớt đó, là sinh lên cõi trời có rớt hay không đó. Sinh lên cõi trời mình hưởng hết phước, mình rớt có rớt hay không ở đây này, anh này này à. Tại sao không rớt mà tại sao rớt? Không nhiều quả nó chín là nó cũng phải rớt được, không có quả nào mà bãi trên cây được. Rớt không rớt, cái nguyên lý mình thấy rất rõ ràng rồi, không cần học mình cũng thấy, trái mà nó chín rồi nó phải rớt được. Rồi, tại sao rớt, tại sao không rớt? Ví dụ mình cứ sinh lên cõi trời thì chẳng hạn, mình vẫn trong tâm mình vẫn lo, tại sao sợ nhỡ lên cõi trời mình sướng mà mình không tu được, mà hết phước là mình phải rớt, sợ lên cõi trời lắm. Mình đừng đắm vào cái việc là có hợp trí thì mình rớt, nhưng mà giờ trí thành ra mình sẽ rớt nó tăng lên, mình sẽ đi lên, còn cái kia đó là mình không có trí thì tự ra mình sẽ rớt xuống luôn. Đúng rồi, xém đúng. Rớt hay không rớt là do mình có bị đóng vào cái chỗ đó, cái chỗ mình đang đứng hay không. Nếu mình đóng vào cái cõi đó, mình không có ý hướng đi lên nữa, thì chắc chắn mình sẽ rớt. Tâm này là tâm thiện chứ không phải tâm quả. Đang nói là cái tâm thiện. Tâm thiện là cho khi mà cô nói như vậy tức là thành ra cái tâm quả rồi. Thầy là vì được quả nhiều cho nên mình đi lên mấy cái cõi cao hơn, thì cao hơn nó khó rớt xuống, nó có rớt xuống nó cũng gần nữa. Phi tưởng xứ là quá cao rồi vẫn rớt. Rớt gần hay xa thì cũng rớt rồi. Lên tới phi tưởng xứ vẫn rớt bịch đột đầu như thường thôi. Bên chỗ Thánh Trí nói gần đúng rồi đó, xém đúng, tức là gần đúng rồi. Tất nhiên là đi dưới con đường giải thoát Bây giờ mình cũng đang đi con đường giải thoát đây mà chưa thấy giải thoát, mà chưa sinh đến cái cõi nào hết, mà chưa được cái thiền nào hết. Bây giờ mình đang quay trở lại là đây chứ, tức là mình sinh đến cõi trời, tức là cái đại diện cho cõi tốt đi. Tốt tức là có nhiều phước đấy, tức là mình đã làm nhiều phước rồi. Đó. Mà mình đang sợ là mình lên cái cõi nhiều phước đó, mình hưởng hết phước rồi mình rớt. Mình vẫn đang sợ cái đó. Mà như vừa nãy có người hỏi đấy, nhỡ rớt thì sao đấy, thì bây giờ mình làm cho nó không rớt này ở đây. Thì đương nhiên phải tu rồi, làm phước tức là mình tu đấy rồi. Làm phước là cái bước đầu căn bản, vừa nãy là căn bản thiện, là cái phương tiện để mình đi tiếp tục mình tu cái foundation mình tu đó. Hướng đi lên, được những thiện hơn, tu hơn nữa chứ mình không được bỏ bè. Không được thì đương nhiên nó phải lựa được cái tâm. Dạ. Thế con nghĩ là cái tâm mình tốt, cái tâm mình thiện chẳng rồi, còn lên xuống là cái nghiệp của mình thì nó chấp nhận không? Đó, như vậy là mình rơi vào định mệnh rồi, tức là mình buông thả đấy. Tức là mình để cho cái nghiệp lực nó lôi kéo. Nhưng mà cái vấn đề là ví dụ như là mình đang hưởng cái phước đó nó hết rồi, cái tức là cái phước mình hết đó, tức là mình đang ở cái cõi tốt đẹp, cái phước hết là mình phải xuống thôi, phải rớt thôi chứ không. Bây giờ ví dụ mình hưởng hết không, như vậy là mình đổ thừa nghiệp rồi. Hôm nào mình đã nói là không có thể đổ thừa nghiệp. Ví dụ mình hưởng hết phước, ví dụ mình có trời đi chẳng hạn, mình hết phước là mình phải rớt xuống dưới. Sự rớt xuống dưới là rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, là có tu nổi nữa không, rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Tức là khi mình biết mình hết phước rồi, mình phải tạo phước để... Nhưng mà cái vấn đề là lúc đấy là mình đang sung sướng rồi. Ví dụ như mình vẫn nói là lên cõi Bắc Cô Lô Châu là không tu được, bởi vì mình đang quá sướng rồi, mình khó tu lắm. Lúc đấy mình không có nhận thức được mình tu được. Ví dụ như là ở bên Việt Nam mình thấy khổ sở lắm thì mình mới vào chùa mình tu chẳng hạn. Nhưng mà bên Mỹ nó sướng quá, nó đâu có nghĩ đến tu đâu. Mình thấy hai cảnh giới trong cõi dục giới thì cõi thế gian này thôi, mình thấy đã thấy rõ rồi, chứ đừng nói về cái cảnh mà lên cõi trời này. Con chỉ biết là nó không tốt là vì nó không có trí, không có trí tuệ, làm một điều việc thiện nhưng mà không có trí tuệ, đương nhiên nó không tốt cho mình nên con đường. Cái lý trí thì đương nhiên mình đã phân tích xong cái tốt với cái xấu rồi. Bây giờ mình sang cái lĩnh vực khác, mình đang hỏi ở cái chỗ là cõi trời tại sao tốt với không tốt đấy. Cái này là mình giải quyết xong rồi, tốt với không tốt đấy. Vừa nãy thì nói cũng có cái gì đấy. Mình làm một cái việc thiện đó, xong mình còn hướng cái đường mình đi tới, mình muốn tới giải thoát thì cái tâm mình phải hướng tới đó, tới cái mục đích của mình. Cái đó. Mình không có rớt. Đúng rồi, cái đó là cái lý do thứ nhất là đúng rồi đấy. Nhưng mà nó không trúng với cái này. Nó không đúng với cái mình đang giảng. Tức là đúng, chắc chắn một điều, tức là mình nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả cho đến trọn thành Phật đạo. Tức là mình cái nguyện, tức là cái tác ý đó, cái tác ý của mình đến đạo quả giải thoát thì đương nhiên là mình sẽ đi tiếp. Tại sao nó không đúng? Bởi tức là mình vẫn cứ đi tiếp đến giải thoát là chắc chắn sẽ đi. Nhưng mà trong cái lúc đi đó, nhiều khi đến cõi trời là mình vẫn có thể rớt xuống đây. Con đường mình đi đâu có phải đi thẳng đâu, nó có lúc lên lúc xuống chứ. Lúc lên lúc xuống, tức là nhiều khi đến đây là mình lên cõi trời xong mình rớt cái đột một cái xuống đây, vẫn rớt. Tức là mặc dù đến đạo quả giải thoát đó, như Đức Phật đó, đi xong Ngài cũng rớt xuống súc sinh chẳng hạn, xong Ngài vẫn đi tiếp mà. Tức là cái này thì đúng rồi, cái nguyện mình hướng cái đi của mình tới cái giải thoát là đúng rồi. Đó là một điều kiện thứ nhất. Và còn điều kiện thứ hai để mình không rớt, tức là điều kiện cái này là cái mà cho quả mà cả một cái chặng đường dài đến giác ngộ là đúng rồi, phải có. Còn cái này là mình đang nói nhỏ lại, gói lại cái chỗ giữa cõi trời với cõi tiếp theo của cõi trời. Hết giờ rồi. Nghĩ tiếp, về nghĩ tiếp một tuần nghĩ tiếp rồi buổi sau mình làm tiếp. Về có cái nghĩ để ăn holiday cho nó ngon. Mình hồi hướng rồi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều chọn thành Phật đạo.